đến Cù Lao Chàm mùa này, hoa ngô đồng đỏ nở rập bãi làng, bãi xếp, bãi hương. Những ngày này ra đảo Cù Lao Chàm, Hội An, du khách sẽ thấy cảnh tượng nhiều vạt rừng được chuyển màu đỏ hoa ngô đồng. Hoa ngô đồng nở đỏ rực dọc đường ông quanh đảo Cù Lao Chàm. Dịp này, thành phố Hội An cũng tổ chức Festival Cù Lao Chàm, mùa ngô đồng đỏ 2024 và đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống đan võng ngô đồng ở Cù Lao Chàm. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, cho biết cuối năm 2014, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã công nhận 3 loài cây ở Cù Lao Chàm là cây di sản Việt Nam. Trong số này có một cây ngô đồng đỏ với tuổi trên 100 năm. Tháng 4 năm 2015, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cũng công bố quyết định và gắn bia công nhận cây di sản Việt Nam cho 3 cây ngô đồng đỏ cổ thụ tuổi đời 150-250 năm tại dốc suối Tình, thôn Bãi Làng. Từ đó Hội An nỗ lực quảng bá, xây dựng các chương trình để đưa loài cây đặc trưng này thành biểu tượng cho xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm. Hàng năm từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8, hoa ngô đồng nở rộ phủ sắc thắm khắp bãi làng, bãi xếp, bãi hương. Trông xa cũng như nhìn gần ngô đồng như một tuyệt tác của đất trời. Cây ngô đồng càng đẹp hơn khi đứng hiên ngang, vững chãi giữa một bên vách núi cao, bên kia là biển rộng. Ngô đồng cũng gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân xã đảo với nghề đan võng từ vỏ cây. Người dân lên rừng tìm cây ngô đồng đủ tuổi rồi lột vỏ đem về xử lý, tạo ra loại sợi mềm. Tỉ mẩn qua nhiều tháng, bà con đang kết thành chiếc võng hoàn toàn từ vỏ cây để dùng hàng ngày. Ngô đồng đang vào mùa nở rộ ở Cù Lao Chàm. Ngô đồng đứng một bên vách núi cao, bên kia là biển, khách du lịch tìm về Cù Lao Chàm ghi lại khoảnh khắc đẹp trên đảo một vạt rừng phủ đỏ hoa ngô đồng. Hoa ngô đồng mang màu đỏ vàng đặc trưng, cây ngô đồng cổ thụ ở Cù Lao Chàm được gắn bản cây di sản Việt Nam.